đi dọc một vòng Nguyễn Khang cầu giấy thôi là đã đủ làm một chuyến phút tour rồi nè. Xin chào mọi người, lại là một khuyết đây. Hôm nay dẫn mọi người đi ăn no nê quên lối về ở cái trục đường Nguyễn Khang này luôn nhá. Buổi trưa mình sẽ lót dạ ở bánh tôm bà Mai vì lâu lắm rồi không được ăn bánh tôm thèm chết đi được. Nhưng mà với bản tính ham ăn thì mình vẫn mạnh dạn gọi combo số 2 có cả bánh xèo nem lụi, bánh bột lọc các thứ thứ nữa ăn cho nó đa dạng. Nếu mình nhớ không nhầm thì cô Mai bán bánh tôm cũng khá là lâu đời rồi. Trước cô hay bán ở gần học viện tài chính còn giờ thì chuyển qua đây. Nhìn cô dán bánh không ngơi tay mà mê ghê á. Đứng quay một lúc nghe cái tiếng xèo xèo của bánh xèo mà đói xỉu áp xỉu đau thôi, cuốn gói lên bàn ngồi chờ Chứ cứ như này thì tra tấn tinh thần cái bụng mình quá và sau một hồi tám chuyện với bạn bè thì ok ok giờ vàng đã đến mặc dù tất cả các món đã được xếp gọn trên bàn nhưng mình vẫn phải xí để bánh tôm ngôi sao của quán này để review cho mọi người xem trước Ê giá nay đứa bạn mình lại tốt tính lên cơ tự giác cuốn cho mình từ a đến z chỉ được chấm ăn thôi đấy thế nên là trong khoảnh khắc mình cảm nhận được sự giòn rụng của bánh tôm quyện với nước mắm chua ngọt siêu đưa miệng thì có một giọng nói văng vẳng trong đầu mình là miễn bữa này mày bao tao ăn là được thôi cuộc sống mà làm gì có chuyện kiếm được miếng gì của bạn thân mà dễ thế hay mà có bánh xèo tút tát lại nỗi buồn này mọi người ạ quán này được cái mấy lại bánh cái nào cái nấy đều giòn rụng luôn đi nhai đã cái miệng cực. Uhm, ăn nhiều đồ chiên rán sợ ngắn, có nộm bò khô chân ái dài ngày ngay và luôn mình cũng không hiểu sao trong độ bò khô có sứa nhưng mà thêm sứa cũng được giòn giòn sật sật mọng nước thích mê combo mình gọi còn có cả nem lụi nem cuốn thịt tôm nem chua rán bánh bột lọc nhưng ăn đều ở mức bình thường không có gì xuất sắc nên mình sẽ không bán nhiều nữa chỉ có điều bánh tôm ở đây ngon giòn thật sự á bao giờ rảnh mọi người có thể thử xem sao ha nhưng mà nếu gọi combo giống mình thì nên năm 5 người ăn nhá chứ bốn đứa bọn mình ăn không hết nổi luôn nhiều quá trời nhiều thôi thế là bữa chính coi như xong bây giờ mình sẽ đưa mọi người đi ăn tráng miệng nè quán này là tàu phới yên hòa quán tủ của mình đó bát đất nhất đầy đủ topping là 12 k ủi già mình đại gia mà Thì chứ tầm tiền này mình lo được rồi gọi thêm một bát phớ không cho đứa bạn mình ê gù cái con nhỏ này hôm nay kỳ ghê mình đã bảo là cứ thêm topping thoải mái đi tao bao nhưng mà nó nhất quyết muốn tiết kiệm tiền cho mình cơ khổ thật đấy sống ở đời muốn làm người hào phóng mà mọi người xung quanh cứ từ chối lòng tốt thôi giờ tập trung nói về đồ ăn này thì tàu phới nhà này siêu mềm siêu mướt độ ngọt vừa phải chân trâu thì dai dẻo cuốn cái miệng lắm luôn nói chung là hàng tủ mà quanh đi quẩn lại vẫn chỉ một từ thôi là ngon ưng ừ, cái bộ buổi trưa vậy là xong xuôi buổi chiều mình lại dẫn mọi người đi ăn trứng vịt lộn ngày cứu nếu mọi người không thích món này thì cũng từ từ đã vội lướt đi nha vì bật mí là quán này cũng có bán bánh giò ngon lắm đó sự thật là mình không thích ăn ngày cứu trứng vịt lộn thì chỉ ăn được lòng đỏ thôi nhưng bằng một phép màu nào đấy mình lại thấy món trứng lộn ngày cứu này ngon bát trứng nóng hổi khi ăn sẽ cảm nhận được vị nước ngọt ngọt pha lẫn chút ngai ngái đang đắng ở ngày cứu nói chung là không khó ăn như mình từng nghĩ và với cái sức ăn của mỏ khoét thì một bát là không đủ nên mình cũng làm thêm một quả trứng không nữa tất nhiên rồi phần con bổ dưỡng nhất sẽ để lại cho cameraman của mình mình cũng chẳng định ăn bánh giò đâu nhưng chị bán hàng nhiệt tình quá thôi thì chị có lòng cái bụng em cũng có dạ order luôn một đĩa bánh giò thêm hai cái giò một cái ăn kèm bánh giò một cái ăn không nghe xong quả order thấy luôn lú, lú cái đầu luôn ha nhưng mà bánh giò ở đây ngon thật đó mọi người vỏ bánh mềm mướt nhân thì nêm nếm vừa vặn mỗi cái phần giò ăn kèm không được nóng nên mất ngon thôi chứ với chất lượng bánh như này chắc chắn mình sẽ còn ghé dài dài chị bán ở phần vỉa hè đối diện số 437 Nguyễn Khang từ 3 giờ chiều gì đó đến chập tối nên có thời gian mọi người có thể ghé qua ủng hộ chị nhớ và phút tua phố Nguyễn Khang đến đây là kết thúc bây giờ thì bye bye. Đừng quên follow mình và mình đã để link mua đồ ở dưới phần comment nha.